Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2010, tại khách sạn Hilton Opera Hà Nội, triển lãm Nghe nhìn Hà Nội 2010 đã khai mạc với sự tham gia của nhiều hãng audio hàng đầu trên thế giới. Sự kiện do công ty cổ phần Dấu Ấn Vàng và tạp chí điện tử Tiêu Dùng phối hợp tổ chức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12 tháng 12 năm 2010. 10 doanh nghiệp phân phối sản phẩm lớn trong nước gồm công ty cổ phần Mộc Thủy, Công Audio, công ty trách nhiệm hữu hạn Âm thanh Ưu điểm, Hoàng Hải, Anh Duy, Thanh Tùng, Nam Long, Phòng Drum Audio, DJ World Hà Nội và HD Media đã đem đến hàng loạt các thiết bị high-end thương hiệu hàng đầu thế giới như Plinus, Dune, Denon, Acapella, Elux, VTL, Avalon. Phòng nghe của Công Audio với những cấu hình đứng nhì bảng của hãng loa Acapella, Chiêu Lông đã lôi cuốn khách tham dự với những giai điệu giao hưởng hùng tráng. Đây cũng là ưu điểm lớn của cặp loa xuất xứ từ Đức này. Phối ghép cùng hệ thống, Công Audio đã sử dụng đầu phát Guardia của Mỹ, hệ thống preamp và công suất đều của hãng Einstein, 4 chiếc âm ly công suất đánh cho từng dải của loa. Một phối ghép truyền thống đạt hiệu quả cao nhất với loa Acapella. Phòng nghe của Hoàng Hải với hệ thống gồm loa Dinaudio Evidence Master. Cặp loa gồm 3 khối, trên và dưới là khối loa bass, ở giữa là loa chung và treble. Khối phân tần cũng được nằm tại đây. Với thiết kế tách biệt, nhà sản xuất nhằm đảm bảo từng dải loa không ảnh hưởng tới nhau để cho ra một âm thanh các dải chính xác nhất. Để đánh cặp loa Evidence Master, Hoàng Hải đã sử dụng cặp Monoblock Maxintosh MC2KW, tổng công suất là 2000W mỗi kênh. Cùng với hệ thống là bộ preamplifier C1000 của Maxintosh, gồm cả đèn điện tử và bán dẫn. Bên cạnh đó là bộ cơ Metronome Calista Reference, hệ thống đồng bộ DETI, cùng những bộ dây nguồn, tín hiệu, dây loa cao cấp nhất của Nordos. Tất cả những thiết bị đẳng cấp và đắt tiền này được phối ghép cầu kỳ đã tạo ra một không gian âm thanh ấn tượng với khách tham dự. Chiếm một không gian rộng rãi nhất đó là phòng nghe của Thanh Tùng Audio. Với lợi thế của chiều sâu căn phòng, việc thiết kế lắp đặt hệ thống khá thuận lợi và đem đến hiệu quả âm thanh cao. Người nghe có thể tìm thấy rất nhiều vị trí tốt để thưởng thức âm thanh của hệ thống mà thường được giới âm thanh gọi là điểm ngọt. Đặc biệt hơn là sự thể hiện của cặp loa cỡ lớn của hãng Avalon Isis trong một không gian lý tưởng. Thùng loa được sản xuất rất cầu kỳ và chính xác. Hệ thống phân tần rất phức tạp để có thể xử lý âm thanh các dải tần phát ra đến tai người nghe đồng thời từ những chất liệu làm phủ loa khác nhau như giấy, màng sứ và kim cương. Avalon được xem là một trong những hãng loa hàng đầu đem lại độ chính xác của sự tái tạo âm thanh cao nhất. Để chinh phục cặp loa khó tính này, Thanh Tùng đã sử dụng cặp âm ly công suất VTL 800W mỗi kênh, dùng 12 bóng KT88 cho một vế. Đây là một cặp âm ly bóng đèn điện tử có công suất lớn nhất nhì hiện nay. Đặc biệt là nó có nội trở biến thiên từ 8 ohm xuống tới tận 1 ohm. Cùng với những lựa chọn dây loa đẳng cấp của MIT, hệ thống đầu phát tín hiệu đồng bộ của DCS, nguồn cấp của Isotech, toàn bộ hệ thống đã thể hiện nội lực thâm hậu qua việc trình diễn ngoạn mục những bản nhạc rất khó đối với những bộ dàn âm thanh khác. Anh Duy đã đem đến High End Show lần này cặp loa được xem là một trong những thành công mới nhất của hãng loa lừng danh Tannoy với cái tên gọi Kingdom Royal. Đó là sự kết hợp giữa hai huyền thoại Tannoy Kingdom và Tannoy Westminster Royal. Với hệ thống đầu đọc và đồ đánh cho cặp loa dường như chưa xứng tầm, nhưng chất âm của Tannoy vẫn thực sự quyến rũ với các fan hâm mộ dòng loa Anh Quốc này. Mộc Thủy lần này chiếm một không gian khiêm tốn với những cấu hình nhắm tới các không gian phòng nghe nhỏ nhắn. Những cặp loa Elux,
phối ghép với hệ thống đồng bộ đầu phát, giải mã, preamp và công suất của Acoustic Art có xuất xứ từ Đức. Họ đã chú trọng tới cách phối ghép cầu kỳ, tinh tế và thưởng thức âm thanh mang đậm phong cách châu Âu.